xung quanh núi lửa hết, người ta vẫn vô du lịch. Thì riêng cái vùng mà Yellowstone này, vùng quốc gia này là chiếm hơn một nửa điểm nóng trên toàn thế giới luôn, lẫn như là hệ thống núi lửa hoạt động như này là nhộn nhịp luôn. À, thấy không, nó sôi luôn, ụt lên luôn. Cái lượng khói này sẽ là cái làn nước, nước nó bốc hơi, nó lý là nó sẽ phun ụt cái dòng nước lên, nhưng mà nó quá nóng thì nó siêu nóng, nó làm cho thành khói luôn. Thì khi mỗi ngọn núi lửa nó có cái dòng nước này phun lên, thì cái đây là cái chỗ mà phun nước là nổi tiếng nhất trên thế giới luôn nha các bạn. Thì cái mùi này là cái mùi H2S, cái mùi lưu huỳnh rất là ngợp thở. Thì vô nhà hàng này là ăn hết tất cả thoải mái luôn, hình như giá có 15 đồng mà. Trời ơi, đông vậy. Đó, các loại sushi, cá ngừ. Đây là tôm, tôm chiên bột, mẹm. Đây có hải sản, tôm tươi. Ok các bạn, thì hôm nay sẽ là một cái video khác biệt so với bình thường ở bên Mỹ. Đây là một cái video là mình đã sau khi đi xuyên hết cả Bắc Nam ở tại bờ Tây của nước Mỹ. Thì bây giờ là sẽ là video đi vô trung tâm của nước Mỹ các bạn. Rồi máy con tóc nó ồn rồi chứ. Thì đường tổ mình đang đứng rất là đẹp. Đây là chỗ gọi là cối xe điện gió ở tại Mỹ các bạn. Này là giống như ở bên Ninh Thuận á, bạn nào ở Ninh Thuận Việt Nam thì sẽ thấy. Chỗ này là người ta làm điện gió, đó là nhiều điện gió, chỗ này là gió rất là nhiều. Thì mình sẽ đi vô một cái chỗ gọi là Yellowstone. Đây là một cái gọi là vườn quốc gia mà về núi lửa nổi tiếng nhất ở tại Mỹ các bạn. Vừa cái núi lửa này rất là đẹp luôn, mình sẽ vô đi cho bạn xem. Đi biển hoài, dọc bờ Tây toàn là biển không bạn coi. Ở đây là vô rừng, xuyên rừng, thử thách 24 giờ lái xuyên rừng luôn, ở trong núi lửa luôn các bạn. Rất là đẹp ở tại Mỹ. Đó, theo chân mình. Mỗi lần review phải kiếm gì là lạ cho bạn xem. Thì đây là vô trong trung tâm của nước Mỹ các bạn. Ít ai review lắm, thì mình đi cho bạn xem. Đó, ở Việt Nam mà Covid cô đò ở nhà ngồi đăng ký kênh, xem kênh Kho Búp hết bài luôn các bạn, ở nhà chống dịch. Đó, rất là đẹp. Thấy không bạn, to rồi, vòng. Trời, cao tốc này chạy ồn quá, làm đùng. Chỗ này nó cho chạy 70 mai trên 1 giờ. Bình thường Freeway nó chỉ cho chạy 65 mai thôi. Riêng cái đường này nó cho chạy 70 mai, giống như đường bên Las Vegas các bạn. Tương đương với lại tầm 100 mấy chục km trên giờ là chạy 80 mai lần. Còn 140 km trên giờ, ồn kinh khủng. Thì chuyến hành trình này hôm nay chúng ta sẽ kéo dài khoảng tầm là 14 tiếng nha các bạn. Tương đương với quãng đường là có là tầm gần 1.500 km. Đi xuống Salt Lake City, là đi ngang qua Yellowstone, là một cái núi lửa các bạn. Thì hành trình kéo dài khoảng tầm 1.500 cây số. Cho dễ hiểu là bắt đầu từ Sapa là bạn chạy ngược về lại tới khoảng tầm Sapa là tới tầm Nha Trang nha các bạn. Bà mẹ nó. Bữa hình video trước là hành trình từ Santa Barbara đi tới biên giới Canada 2.000 km, tương đương với lại là từ Sài Gòn đi tới Sapa. Bây giờ là ngược lại từ Sapa về Nha Trang, trong vòng mình sẽ chạy trong vòng ngày hôm nay hai thằng phượt như tứ đầu luôn các bạn. Thì đây là hành trình đi xuyên qua từ bờ Tây qua bờ Đông nha các bạn. Đó là hành trình đi xuyên vô trong trung tâm nước Mỹ, chứ không phải là đi dọc Bắc Nam nữa. Đó, bạn theo dõi nha. Bây giờ tập trung phải chạy các bạn, chứ không là ngồi nhây như hồi bữa là chết mẹ luôn. Chạy trời buổi nhây đi tới Bixu các bạn, nhây bay quay chụp hình lung tung xà phèn luôn. Giờ đâu dám làm nữa các bạn, giờ tập trung chạy thôi. Giờ đang chạy vô trong sa mạc nha các bạn. Mỹ nó tùm lum tùm la, rừng sa mạc rồi biển đồi tè le luôn. Đi phượt rồi quay cho mấy ông xem rồi ở nhà coi đỡ buồn. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. Ok các bạn, thì hiện tại là mình đang ở trong một cái thị trấn nhỏ rất là nổi tiếng ở tại Mỹ các bạn, cực kỳ nổi tiếng luôn. Đây là ở tại Yellowstone. Yellowstone nghĩa là vùng cái đá màu vàng các bạn. Thì khách sạn đây là khách sạn của mình ở tại một thị trấn nhỏ này. Đây là khách sạn 3 sao nha các bạn. Khách sạn 3 sao.
Và cái giá tiền ở trong khách sạn này nó không hề rẻ các bạn ạ. Nó tương đương với khoảng là gần 400 đô la, chỉ khoảng tầm 8 triệu bạc cho để ở trong này ngủ một đêm nha các bạn. Thì tại sao nó mắc đắt đỏ vậy các bạn? Thì bạn nhìn xung quanh đây nè. Đây là một thị trấn rất là nhỏ, hiền hòa. Nó hiền hòa là không cảnh nó thanh bình như vậy, nhưng thực sự là ẩn dưới cái vùng đất này là nó không hiền hòa nha các bạn. Thì hiện tại là mình đang đứng trên cái vùng đất gọi là núi lửa. Gọi là siêu núi lửa luôn các bạn à, gọi là siêu núi lửa mạnh nhất, lớn nhất ở trên trái đất này các bạn. Và nó là hoạt động mạnh nhất ở tại lục địa Bắc Mỹ này luôn, tại cả nước Mỹ này luôn các bạn. Thì gọi là Yellowstone. Thì mình sẽ vô vùng vườn quốc gia Yellowstone review cho bạn coi trong đó có cái gì. Thì thật sự là đây là vùng đất mà khi mà bạn tới Mỹ thì bạn nên ghé qua tham quan về gọi là thiên nhiên. Thì bạn biết đến Mỹ thì có tượng nữ thần tự do nè, Nhà Trắng Washington nè, rồi bạn đi tới Phúc Lộc Thọ của quận Cảm người Việt nè, rồi bạn đi tới những cái địa điểm như là San Francisco cầu vàng. Thì đó là những cái địa điểm gọi là nhân tạo. Nhưng mà khi mà bạn tới muốn tham quan thiên nhiên hùng vĩ đất nước của nước Mỹ thì bạn nên tới Yellowstone các bạn. Đây là một vườn quốc gia gọi là cổ nhất và đầu tiên trên thế giới luôn. Bạn nghĩ là bạn có vườn quốc gia Cát Tiên, Cát Bà gì đó, vườn quốc gia ở tại Phong Nha Kẻ Bàng ở Việt Nam bạn biết không, rất là nhiều đúng không? Nhưng mà đây là vườn quốc gia đầu tiên trên thế giới và là lâu đời nhất trên thế giới luôn bạn. Được thành lập từ năm từ 1870 mấy tới giờ luôn đó. Thì đây là vùng siêu núi lửa, mình video này sẽ review cho bạn coi siêu núi lửa tại Mỹ như thế nào. Không phải tại Mỹ mà siêu núi lửa trên thế giới luôn. Thì mình sẽ nói thêm về Yellowstone cho bạn biết. Nhưng mà bây giờ đây là cái phòng của mình cho bạn coi thử. Cái phòng khách sạn này là 3 sao, là khách sạn lớn nhất, nhiều sao nhất ở tại cái thị trấn nhỏ này các bạn. Tại vì nó là núi lửa thì nó chỉ xây được thấp 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 gì là 3 sao thôi, là xịn nhất rồi. Và nó sẽ khi mà cái núi lửa động đất thì nó sẽ chạy cho nhanh đúng không? Nó xây to bự như cái building này nọ là không có được. Thì nếu mà bạn không ở khách sạn thì bạn nên ở những cái mobile home như thế này. Bạn có thể ở trong những cái mobile home như thế này thì đỡ tốn tiền hơn. Bạn đậu đây xong rồi ở sinh hoạt trong này luôn đỡ tốn tiền. Thì giờ mình sẽ vô review cho bạn coi thử là cái khách sạn của mình cái phòng mà 8 triệu tại đây như thế nào nha bạn. Mình đi anh cái thẻ mình. Đây. Đi vô đây các bạn. Cho bạn coi thử là cái vùng đất. Đây là vùng núi lửa nhưng mà khí hậu nó rất là mát mẻ các bạn. Hiện tại là bây giờ nhiệt độ đâu đó tầm khoảng tầm mười mấy độ, 18 độ các bạn. Nó mát như Đà Lạt vậy á. Thì mình sẽ nói thêm tại sao nó mát. Đâu đây các bạn. À, vô. Ở trong này vẫn có hồ bơi đầy đủ nha các bạn. À, đây có hồ bơi nè. Đó. Khách sạn 3 sao vẫn có hồ bơi rồi, đẹp đẽ các bạn. Thì giờ không có bơi nha các bạn. Đang tẩy, đang đồ thôi, đi phi phòng cho coi thôi. Để mình. À, thì đây là phòng của mình lên trên đây. À, hôm nay là phòng phòng ăn. Đây là phòng ăn sáng. Đó, thì mình không có ăn sáng nên mình sẽ đi ra. Đi ra coi phòng. Bên này. Chỗ này là phòng lễ tân nha các bạn. Đó, lễ tân cộng trước chỗ đó, qua bên này các bạn. Nhìn bên đây hồ bơi, hồ đồ. Đây là có cái nhà vệ sinh chung. Nói chung là nó 3 sao nhưng mà ở trong này nhìn nó rất là sạch sẽ các bạn. Nó hơn đất khách sạn ở bên Seattle 4 sao luôn. Này đi về các bạn coi. Phòng của mình là 100. Thì mình ở rồi nhưng mà nó phòng hơi dơ giấy xíu thông cảm nha. Vô anh. Đây. Đây là phòng của mình, review luôn từ đây luôn nè. Thì đây là cái chỗ này là nhà vệ sinh, này có cái bồn rửa mặt. Chỗ này là cái nhà vệ sinh. À, bồn cầu cũng không có đâu, xịt gì đâu. Trong này là cái bồn tắm. Thì review cho mấy ông coi để cho bữa mấy ông tới Yellowstone ở khách sạn 3 sao thì nó như thế nào. Thì đây là khách sạn là tốt nhất ở tại này rồi. Thì review bạn coi thử. Thì mình cảm thấy cũng khá là hài lòng với một chất lượng như vậy. Thì đây là phòng ngủ, mình đứng đó coi nè. Hai phòng ngủ nè. Hai phái cái giường. Hai thằng ngủ banh sành đó, mình cái, mình cái. Chỗ này có cái bàn uống nước. Đó, rồi cái này là cái tivi Samsung. Rồi, cái tủ lạnh. Không có gì hết nha, lạnh thì không có gì đâu.
review sơ sơ thôi. Đây là có cái lò nướng để bạn ăn, bạn nướng rồi gì bạn mua đồ tới đây bạn nướng cho nó dễ. Bạn quay. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục hành trình đi qua bên vườn quốc gia bên này review cho bạn coi chính cái đó. Mình review coi thử khách sạn, thì nếu bạn muốn tới đây ở thì nên ở những khách sạn 3 sao như mình review đây. Thì giá phòng khoảng tầm 300-400 đô gì đó. Nhưng mà nếu cái phòng này bạn ở được 4 người nha các bạn, thì bạn xe ra người có tầm mấy chục đô thôi. Còn mình với mình thì quốc phát phòng hai đứa luôn thì nó mắc đó. Ok các bạn, chúng ta đã tới cổng vào của National Yellowstone National Park rồi, cho bạn coi nè. Đây bạn, đây là lượng người rất là đông đổ dồn về National Park bạn. Đã tới Yellowstone National Park, đây là công viên quốc gia lâu đời nhất trên thế giới các bạn. Đó. Đi ra cho ta chụp nữa các bạn. Thì qua cái cổng bên này là bạn sẽ mua vé để vô trong đó. Thì cái khuôn viên trong cái National Park này là cực kỳ lớn, rất rất là lớn luôn. Đó. Vô đây mua vé vô cho bạn coi thì vé là tầm 35 đô một người. Thì bạn sẽ lái xe dọc vô đó rất là đông, bạn nhìn qua đây nè. Thì bạn nói tới Mỹ thì nhớ đi tới tham quan cái chỗ công viên này, giờ mình sẽ review cho bạn coi trong này nó có rất nhiều thứ hay ho nha bạn. Thì bạn biết không? Trong này vô sẽ gặp gấu xám trong này nè. Gọi là gấu xám Bắc Mỹ, bạn biết cái loại gấu xám Bắc Mỹ không? Đây con gấu mà siêu hung. Nó rất là hung dữ các bạn. Nó gặp bạn là sẽ tát chết mẹ bạn luôn. Thì người ta khuyên vô đây đi bộ vô trong này thì gặp gấu xám Bắc Mỹ là không có được chạy. Tại vì khi mà bạn chạy, bạn biết không, nó sẽ rượt theo bạn, nó tát chết mẹ bạn luôn, rồi bạn phải đứng lại. Thì nó thấy là bạn đang suy nghĩ là đứng lại làm gì, phải không, nó không có rượt bạn. Thứ hai nữa, bạn phải cầm theo là bình xịt hơi cay, để mà khi mà nó tới tấn công bạn, lấy em xịt hơi cay, em xịt cho mắt nó, là nó đau quá, nó chạy mất tiêu các bạn. Nhớ nha, là không được gặp báo xéo, bạn nghĩ nó không được chạy gì, vô mình vô đây sẽ review cho bạn xem. Ok, thôi chân mình. Ok các bạn, chúng ta đã vô trong trung tâm của Yellowstone, núi lửa. Giờ chúng ta sẽ nhìn thấy là khói bốc lên quá trời luôn bạn, núi lửa nha. Đây là núi lửa trước mặt mình các bạn. Xa xa kia bạn thấy vô, khói bốc nghi ngút luôn. Ở giữa đây là những cánh đồng rất là bát ngát như ở bên Nam Phi vậy các bạn, rất là đã. Thì người ta sẽ tấp vô đây đi cho du lịch trong này là đông vườn quốc gia mạng đông đen đông đỏ. Thì chỗ này rất là nổi tiếng ở tại Mỹ. Thì các bạn nhớ đến đây và mình nói cho bạn biết luôn á. Bạn nhìn á, xung quanh núi lửa hết, người ta vẫn vô du lịch, bạn biết ấy. Trên trái đất này á, các điểm nóng trên trái đất á, thì nguyên cái Yellowstone này là chiếm hơn một nửa điểm nóng trên trái đất luôn. Điểm nóng là gì các bạn? Điểm nóng nghĩa là ở dưới vỏ trái đất á, là núi lửa họ sẽ trực chờ phun trào lên, kiểu là phun trào liên tục thường xuyên. Thì riêng cái vùng mà Yellowstone này, vùng quốc gia này là chiếm hơn một nửa điểm nóng trên toàn thế giới luôn.
lẫn như là hệ thống núi lửa hoạt động như này là nhộn nhịp luôn. Nhộn nhịp luôn, nên khi mà nó phun trào lên á là mình sẽ chạy theo tôi chạy chết mẹ luôn các bạn. Thì á, cái vùng mà hoạt động của núi lửa, cái núi lửa này các bạn, nó to đến nỗi mà bạn biết kinh khủng, nó to hàng trăm km luôn. Nghĩa là cái miệng núi lửa nó rộng từ Sài Gòn tới Vũng Tàu luôn á, nghĩa là nó phun một cái là chạy chết mẹ, chạy không kịp luôn các bạn. Thì vô đây thì nhưng mà cái nó phun trào nhưng mà kiểm soát được nên vẫn đi du lịch được các bạn, không sao hết. Thì mình nói đó chỉ đi cho bạn coi những cái chỗ mà phun nước phun đồ này nọ lên đây là bốc khói nè, bạn thấy không, vỡ chỉ đất nó nứt ra xong bốc khói lên này nọ, đi theo mình qua đó coi cho nó rõ. Ok các bạn, thì hiện tại mình đang đứng ngay cái địa điểm tham quan rất là nổi tiếng ở tại National Park của Yellowstone này các bạn. Thì vô thăm núi lửa, miệng núi trong này. Hồi nãy đứng xa xa giờ đi vô gần nữa các bạn, chỗ này đông kinh khủng. Vô hả? Đó, mấy cây này nó chết luôn, nó chịu không nổi luôn các bạn. Núi lửa phun trào. Đó, đây người ta sẽ làm cái sàn gỗ để mình đi thẳng qua cho anh chỗ núi lửa nó không bị acid nha các bạn. Đó, bạn thấy cái dưới này chắc là nó độc lắm nữa bạn. Cây còn héo luôn. Phía bên này thì nó vẫn còn tươi nha. Phía bên phải thì nó vẫn còn tươi. Phía bên tay trái qua bên kia có nó phun nước luôn nè. Nên rồi thứ nước này là gì mình? Đập bom sao cây nó sống được ta? Nước này phun từ nước lửa phun lên nha các bạn. Đó. Đây nó phun bom sôi đột đột luôn á. Đây các bạn, thấy con nước tố lửa phun lên đâu son đúng không bạn? Nước ở dưới nó màu xanh ngọc luôn. Chỗ này nó ghi là bạn nhìn nè, The Super Volcano Feeds the World Largest. Phải không? Largest. Nghĩa là đây là siêu núi lửa. Siêu núi lửa mà lớn nhất trên thế giới mà. Celestine Bull, nó gọi là Celestine Bull, cái hồ. Thì khi bạn vô tham quan núi lửa này thì họ làm quy hoạch hết rồi các bạn ạ. Nó đỡ nguy hiểm, thì chỗ này nó sẽ phun lên. Thì chỗ này có cái dòng nước này nó sẽ phun lên khoảng 90 phút nó sẽ phun một lần, nhưng mà cái này nè, 9 phút một lần. Thì có đủ loại chữ luôn, Trung Quốc, rồi Chinese, Nhật Bản, Tây Lai á. Thì hướng lên này. Đó, cái đường ở ngoài đấy là cái đường đang đi các bạn, National Park đang đi. Thì ở dưới này là núi lửa ở bên cạnh. Nhìn đã không? Chỗ này rất là nổi tiếng nha các bạn, bạn nên đi tham quan, người ta đi tham quan đông lắm. Thích không mình? Ừ, chỗ này là nước ở dưới, đây là nước ở dưới địa ngục chạy lên nè. Đây gọi là nước địa ngục chạy lên luôn các bạn. Ngay dưới lõi trung tâm trái đất. Phun trào. Trời ơi màu xanh. Cái này là đi luộc trứng gà là chín luôn các bạn. Cái nước này là thường là nó là thuốc nước độc nha các bạn. Đồng CU sắt nhôm kiểm thì nó mới ra màu xanh đỏ hồng tím, thấy đẹp chứ. Đừng nhảy xuống tấm bùn nha, tấm bùn ở cái khác là cái tấm này tấm nước lửa gọi là hydro, nó ra màu xanh này các bạn, thấy không, phản ứng hóa học á. Bạn nhìn chỗ này có cái hốc, cái hốc này là nước nó chảy từ dưới ngầm lên các bạn, xong nó sôi dưới vỏ trái đất chạy lên. Chỗ này đất đá, chỗ này là đất đá núi lửa ở hết nha các bạn, chứ không phải là đất đá bình thường nào. Bạn nhìn qua bên này cũng vậy nè, đi qua đây mình. Excuse me. Đây những cái đất đá này là đất đá núi lửa các bạn. Nghĩa là nó phun trào ra hàng mấy trăm ngàn năm nay, mấy triệu năm nay là đất ở vùng Yellowstone này đều là đất núi lửa hết. Đất ở dưới dung nham, bạn dung nham nó làm thành hóa thạch lên đây nè. Faustin. Đó, này là miệng núi lửa các bạn. Nhìn nó sôi đột luôn rồi đó các bạn. Thiệt sự là ở bên ở Việt Nam mình không có núi lửa nên qua đây coi cũng khá thích các bạn. Trời ơi, cái này là dung nham thạch không luôn á. Trời ơi, nó sôi đột. Coi mấy phim kinh dị mà nó quăng xuống cái chỗ này xong rồi nó lúng xuống dưới xong nó nhũn ra luôn các bạn. Bùm mà nó nóng, này là tấm bùm đang đây, đúng nghĩa là tấm bùm luôn. Ông nào thích tấm bùm thì tới. Đây. Nó ghi nè. Cái điểm này nó làm thành bùm nè các bạn. Nó sẽ thành bùm là bạn có thể tắm bùm được. Nè, nước nó sôi đột nó tầng lớp nè. Núi lửa dưới này nè không? Một tầng dày thì nó mới phun ra lần, nên cái chỗ này nó sôi nó chưa chắc là núi lửa, mà nước nè, xong nó nóng, cái này nó đun lên đây nó nóng. Đó. Thì nó tạo thành này. Thấy không ạ? Sôi ùn ụt ụt ụt. Sao qua tấm bùng mình, tấm bùng mình. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp qua cái điểm bên này. Là ở họ cái lỗ này là khói nghi ngút luôn. Cái khói này là nước nha các bạn. Nay mình qua cho bạn coi nè. Trời ơi. Đó. Cái lượng khói này sẽ là cái là nước.
nước nó bốc hơi, nó nghĩ là nó sẽ phun cái dòng nước lên, nhưng mà nó quá nóng thì nó siêu nóng, nó làm cho thành khói luôn, chứ không phải là nó cháy thành khói các bạn, là nước. Có nghĩa là nước ở dưới này nó nóng, nước ngầm này nó nóng quá thì nó không kịp phun lên, thường thường nó sẽ phun lên như này đó, nó sôi lên nhưng mà nó nóng quá nó làm thành khói vậy luôn đó. Nó có cái lỗ các bạn, này giống như trong địa ngục chạy lên vậy các bạn, thấy không? Nhìn không, sôi đột. Nói chung là bây giờ là cái video đó, sorry là phải vô khám phá thiên nhiên rừng rú. Bây giờ suốt ngày cứ ăn chơi ở ngoài hoài, phải đi khám phá thiên nhiên cho bạn coi, ở nhà đỡ buồn chân buồn tay các bạn, cho bạn biết nước Mỹ có này có nọ. Suốt ngày cứ review ăn hết khu này hết khu nọ rồi không review thiên nhiên rồi, thì các bạn kêu đi du lịch mà không review con người thiên nhiên thì thiếu sót quá đúng không anh? Thật sự là cái mấy cái mùi này là cái mùi lưu huỳnh nó lên, các bạn độc kinh khủng, đi nhanh về chứ không hửi mấy mùi là độc đúng không anh? Thúi quắc, thúi với mùi trứng ung á, cái mùi mà H2S á, cái mùi H2S là mùi trứng ung đúng không anh? Mùi khí yếm á, thúi. Đây, trước mặt mình đi ra chỗ này sẽ có một cái chỗ là phun nó phun nước lên nè các bạn, nổi tiếng. Thì trên này nó có cái lúc mà bạn vô trong này nó có một cái bản đồ rất là to để bạn hướng dẫn bạn đi. Các địa điểm là 1, 2, 3, 4, nó có hồ xanh phun nước là chỗ này. Đó. Rồi có cái thác này đẹp lắm. Mình sẽ đi review cho bạn coi hết cái vùng núi lửa này, những cái động vật hoang dã trong này, thì trâu, bò, sói, thì trong này nguy hiểm là cái con gấu, gấu xám Bắc Mỹ. Đây có bản đồ để bạn đi hết khu này. Vùng bên trái cũng có là núi lửa, bên phải cũng vậy. Chỗ này là nước nè, bạn thấy không? Chỗ này nước ngầm nó sẽ phun lên như vậy á, nhưng mà cái chỗ này là khói không, nghĩa là tại vì nước nó bốc hơi luôn. Chỗ này là 90 phút. Chỗ này là 90 phút nó sẽ phun mạnh lên. Trời ơi nó nóng rồi ùn ụt vậy đó. Đó. Thì bạn biết á, thì khi mỗi ngọn núi lửa nó có cái dòng nước này phun lên thì cái đây là cái chỗ mà phun nước là nổi tiếng nhất trên thế giới luôn nha các bạn. Chỗ này là phun mà gọi là lớn nhất, nổi tiếng nhất trên thế giới luôn. Excuse me. Đó. Thấy nó phun không? Trên thế giới là chỗ này là nổi tiếng nhất rồi nha các bạn, review cho bạn coi luôn. Thì bạn qua Mỹ nhớ tới này thì tham quan chụp hình. Này nó phun là nó phun theo giờ theo đợt nha các bạn, chứ không phải lúc nào cũng phun nó. Giờ chuẩn bị nó phun lên các bạn thấy không? Hồi nãy đi ngang qua không thấy nhưng mà giờ rồi nó phun lên nè, nó phun nước rồi nè. Cái dòng nước ngầm ở dưới nó đang chuyển động. Ồ nó phun ra đây luôn, nước ở đây luôn nè bạn. Ồ nước này nước độc nha các bạn. Thì á các bạn biết không, khi mà nó lửa chỗ này nó phun trào quá, bạn nhìn xa xa đây nè, đây là rừng thông nha các bạn. Thì đây là những cánh rừng thông. Là hơn 80% diện tích của Yellowstone là rừng thông. Thì khi mà núi lửa nó phun trào lên á là nó đốt cháy hết 1/3 cánh rừng thông này luôn các bạn, là hơn 1/3 của diện tích của cái Yellowstone này luôn á. Là không biết là kinh khủng cỡ nào mà cái Yellowstone mà chảy qua 3 bang Idaho nè, bang gì nữa mình chắc mình ghi ở dưới các bạn, chắc mình không nhớ tên được, tại những cái bang này khó nhớ tên quá đó. Thì nó chảy hoài qua 3 bang luôn, là bạn biết là cái diện tích của núi lửa chỗ này nó to cỡ nào các bạn. Ok, giờ đi tiếp qua chỗ điểm khác. Bà mẹ đi thăm, đi chơi Universal á, đi chơi cái gì Six Flags á, trong trung tâm Los Angeles á, thì xếp hàng không nói. Xếp hàng 3-4 tiếng hồi mới chơi được một trò. Bây giờ đi thăm núi lửa nó cũng không khác gì các bạn à. Đi thăm núi lửa mà vô rừng quốc gia mà xa lắc xa lơ luôn, bạn coi nhìn tình hình nè. Trời ơi, xếp hàng nè. Bạn thấy xếp hàng không? Xếp hàng vô đậu xe nè. Đây là sau lưng nè. Đó. Các bạn thấy không lưng không? Trời nó rộng quá chứ. Mấy ông thấy sao? Ở Mỹ là biến chủng Delta, Beta, gì, Omega gì, tụi nó trốn vô rừng chơi. Giờ cái bầy kéo vô rừng chơi đứng xếp hàng, các bạn vô thăm một cái điểm núi lửa. Và bạn biết nguyên cái khu rừng National Park này hơn 100 km, mà bà mẹ chỗ nào vô tham quan cũng xếp hàng gì nè. Chỗ nào vô xem hàng cũng xếp hàng gì á. Bạn thấy không? Giờ tôi đứng xếp hàng đó, tôi đậu xe tôi xếp không nổi luôn. Đi chơi ở Mỹ bạn thấy không, chạy mà hàng ngàn cây số, mấy chục tiếng đồng hồ vô đây vẫn xếp hàng đúng không anh? Đúng rồi. Đâu riêng đi Universal hay Disneyland đâu các bạn. Ok bạn, bây giờ mình sẽ dẫn các bạn vô cho một cái chỗ rất là nổi tiếng, rất là đẹp ở tại Yellowstone National Park này. Đây là một cái hồ rất là bự, rất là đẹp. Đây khung cảnh rất là đông nhộn nhịp, dằng dèo.
Cái hồ này rất là nổi tiếng nha, 7 màu. Thì bạn thấy nước trong đó không? Nước cho hồ nước lửa đổ xuống. Nó đổ xuống cái sông này. Mấy gấu này bắt cá này nè. Đây cho bạn nhìn dưới đây nè. Cạn lắm, ở dưới này cạn nhất à. Thì bạn biết á, thì bạn sẽ hỏi là cái nước này nó có độc gì cho mấy dưới này không bạn? Thực sự là cái nước này nếu mà xuống không độc đâu bạn. Nó có nhiều khoáng chất. Nó có nhiều khoáng chất dưới đây nè. Mấy con cá rồi nó ăn rồi mấy cái khoáng chất dưới đây. Nó không có nóng như bạn nghĩ đâu. Đó là lý do sao kẹt xe á. Nãy giờ đứng kẹt xe xếp hàng vô đây rồi, nước chảy á. Ồ đẹp chưa bạn, thấy nó lửa mà, thấy đẹp không? Nó làm thành màu vàng. Đây là lý do tại sao trong này nó gọi là Yellowstone nè, màu vàng nhưng mà lần này quay xuống giống như flycam luôn rồi đó. Cái này đá là đá nham thạch luôn nha các bạn. Nó khô lại đó. Người ta hay nói là dùng đá núi lửa này, bây giờ bạn trồng cây rất là tốt. Ở Việt Nam mình hay lấy đá núi lửa này để với cái hồ thủy sinh đó, để nuôi cá trồng cây thì đẹp lắm. Bạn nào mà ở Việt Nam mà chơi thủy sinh rồi cần núi lửa đá đất này nói mình nha, mình xúc với ông Minh nè à. Ship về bán kiếm lời nhiều lắm. Trời ơi, khói bị một mù mịt luôn á. Thì cái mùi này là cái mùi H2S, cái mùi lưu huỳnh rất là ngợp thở. Lên trên cao, cái chỗ này là cách bờ nước biển á, khoảng tầm gần 3.000m, 2.500, 3.000m. Thì bạn biết cái đỉnh Phan Xipang mình là 3.443m. Thì cái đỉnh cao nhất ở đây cũng là tầm 3.400m trời. Ngọc thở quá mình ơi. Đây các bạn, rất là ngọc thở. Mệt quá. Đó, lượng đông nữa các bạn, đi đường hình vòng nè. Quanh quay đây và khi đi một vòng tròn cái khu chỗ này nha, thì khu này đi rất là nhiều police, họ sẽ đi vòng mà canh, tại vì chỗ này là nhảy xuống này là chết nè. Đó rất là ngợp thở nha bạn, cái mùi trứng ung sao là bạn hình dung là cái núi lửa đi chang vậy nha, ngợp quá cực kỳ luôn, gió thổi ông ngợp thở quá. Đó đây là nguyên cái miệng hố đó. Ở đây rất là ngợp thở rất là nhiều nên bolit đã đi vòng vòng coi thử có tình hình nguy hiểm không cho đi xuống chụp hình sống ảo nữa. Nước nè, nước núi lửa nè, nham thạch. Ô nhìn các bạn đẹp không, cái hồ này to lắm, hồ này bay lên đi. Hồ này là mình phải đi lên cái chỗ kia kìa, bạn thấy xa xa có người ta đứng không, ta đứng trên đó đó, thì trên đó bay xuống đây mới thấy rõ. Ở cái hồ này đẹp đó nha. Hồ này trên cao mới thấy đẹp cũng được mà Minh ơi. Lên trên kia à. Đây, leo ghế, leo đồ để đu lên coi. Đó. Đây là nước núi lửa nè. Trời ơi, nước này nước gì lấy vậy? Nó giật điện. Nó giật điện. Trời ơi, mới chạm xuống nước thử giật điện không ơi. Ôi, cái nước này mình mới vừa chạm thử nữa, bạn giật điện, nó giật cái bụp luôn, giật cái mình luôn, không nói. Đây hồ. Đây là coi cái hồ nè. Một dòng hồ đó. Thì bạn đi thăm núi lửa, núi đồ, thiên nhiên tránh mùa dịch. Thì bây giờ người Mỹ thiên nhiên xong cuối cùng cũng đông chết mẹ luôn. Nhìn sơ sơ nó lửa xong bây giờ chúng ta sẽ có một cái Yellowstone, trong này là có trạm dừng chân rồi ăn uống ngủ nghỉ rồi bán đồ lưu niệm tùm lum, trong gọi là công viên quốc gia lâu đời nhất trong thế giới các bạn. Rộng to lắm, bán đồ lưu niệm tùm lum mà lai bên này nè, bạn có một dòng nè. Đó bây giờ mình sẽ vô cái này to nhất nè, cái này là gọi là cái Old Faithful, là cái gọi là cái ngọn phun lửa phun trào rất là nổi tiếng ở tại Yellowstone này. Giờ mình vô đây coi thử có gì. Đó, các bạn thấy cái lượng xe trong này đông như vậy là bạn biết là
Sorry, excuse me. Notice. Rồi cái gì? Bán đồ lưu niệm. Trời nó đông. Restroom. Bán đồ lưu niệm tùm lum. Kem đâu nãy? Ăn kem đâu vậy mình? Thì hiện tại là mình đang đứng ở tại cái hồ gọi là hồ Western. Đây là hồ núi lửa ở tại Yellowstone. Mà cái hồ này cực kỳ rộng, cực kỳ to luôn. Ngày xưa là núi lửa phun trào nó chạy xuống này nè. Chứ cái này là vẫn là cái hồ nước nóng. Nè. Cái hồ, những cái lũng nước nhỏ nhỏ nó cũng sôi lên nè các bạn thấy không? Ở đây nó có những cái hố hốc này chứ phải không? Hố cua luôn nha mấy ông. Cái hố thì hố núi lửa nó phun lên đó. Đây nè. Địa tầng địa chất của nó không ổn định đâu. Nó sôi ồ ồ ồ này các bạn thấy không? Ở ngay cái hồ này nhưng mà nước nè tắm bùng y bài luôn, rất là nhiều lỗ như thế này thì cái này nó đất nó yếu lắm, bạn đi xuống nhiều khi nó lủng. Đây nhìn hướng ở biển chỗ này thì thấy có những cái lỗ rồi thấy không, nó sôi lên luôn, nó nóng. Lỗ nó nóng, bạn thấy không mình? Đó, bạn thấy không? Nó sôi ụt lên luôn. Nên nhìn thấy như vậy chứ không phải như vậy đâu. Nhưng mà cái này không phải là nguyên cái hồ này nó đều nóng nha bạn. Nghĩa là cái chỗ này là cái mạch nước mà ngầm nó bị núi lửa chạy ngang qua thì nó mới nóng, chứ không phải là nguyên cái hồ này nó đều là nóng hết. Ok các bạn, hiện tại mình đang ở ngay đi tìm chỗ khác để đụng được nước như đây bạn. Đây là nước của cái hồ. Thì về thôi, nước này đang sao? Đây các bạn, đây là nước nó không có nóng các bạn à, nè mát lạnh luôn. Đây là nước hồ núi lửa. Quay qua kia, mình quay qua sau lưng này, trời người ta đang vui vẻ dọc nước nước à. Coi thử là nước hồ núi lửa nó nóng không đó, mình test cho bạn coi, nó không có nóng nha, nó lạnh lắm. Đã đi lên trên này Đây là cung đường khá là đẹp. Dọc đường này thẳng này, xong đây là cái biển hồ. Đây cho bạn coi chỗ này rất là đẹp nha bạn. Một cái bình nguyên lòng chảo của núi lửa à. Thảo nguyên rộng lớn. Cái này là dung nham núi lửa chảy ra nên cỏ rất là tốt. Mấy con bò ăn tốt lắm bạn. Bò. Trời nhìn nó cậu ha. Tại mình với cô Minh hiện tại đang ở tại thành phố Salt Lake City thuộc tiểu bang Utah các bạn. Hít núi lửa chạy với Yellowstone xong hai thằng nó sợ quá chạy luôn các bạn. Chỗ này xanh sạch đẹp lắm nè. Nó vô lại thành phố Utah. Là một tiểu bang có cái địa điểm rất là nổi tiếng là cái vòm nè, rất là đẹp trong sa mạc các bạn. Thì mình đang trên đường đi về lại quá đuối. Đây là tiểu bang, đây là thành phố Salt Lake. Là gọi là cái hồ muối nha các bạn, hồ muối. Thì hiện tại là cái thành phố mà Salt Lake City này như là chưa có mở lại các bạn, chưa có mở lại gì. Mình vô mình mua đồ ăn đồ uống cũng không có, rồi đường pháo vắng teo luôn, không có ai đó, người ta chỉ đi vòng 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 ngoài đường, nó chưa có buôn bán gì hết á. Thì giờ chạy xuống Las Vegas kiếm gì ăn, review với ông xem kết thúc hành trình từ Yellowstone là đi từ 3 tiểu bang qua tới Utah này, xong giờ lại Las Vegas là cái một cái video này đi qua 5 tiểu bang các bạn, một cái video này đi qua 5 tiểu bang luôn, qua hết núi lửa Yellowstone quá mệt luôn, mệt mình. Nên giờ phải về đây giờ công nhận không khí, giờ thấy cái thảm cỏ xanh nó tại nhà thờ, trời ơi thích gì đâu các bạn. Đó, thà trong lành vậy cho đi vô trong núi lửa lâu lâu tham quan lần cho vui, chứ còn mà ở trong đó là mấy ngày chắc chết luôn á. Ok. Giờ đi ăn McDonald's xong chạy xuống Las Vegas kiếm gì ăn đi vô trong xem. Đây là McDonald's nè.
Hai thằng vô trong rừng trong núi có gì ăn đâu bạn. Giờ ra đây hả, ngủ đêm xong mua McDonald's ngồi ăn. Đây là đồ ăn sáng tại Mỹ các bạn. McDonald's là ăn sáng là gì nè. Đó, có miếng trứng, miếng xúc xích. Rồi. Cái cục này là cứ 6 đồng. Được ly nước nữa. Tính tiền Việt là khoảng tầm trăm mấy, 130. Sáng uống ly nước tầm 130 ở Mỹ các bạn. Nghe đã không? Làm Mỹ tiền cao thì ăn đồ sống cũng cao. Ngon lắm. Sáng sáng gì ngon không bạn? Như bánh mì ở Việt Nam mình. Ok. Có ly nước nè. Đây là chạm hút của mình. Có, chạm hút rồi. Mấy em thấy không? Đi du lịch đó. Đi du lịch này thấy không? Ăn bờ, ăn bụi. Đi cái tuần lễ mới có một video cho mấy ông xem. Giờ đây ăn bờ ăn bụi. À, đã quá. Thịt ngon rồi. Ok, xuất phát. Giờ xuống lắm rồi đó đây. Hành trình này sẽ kéo dài từ đây về tới Santa Clara mình là khoảng 14 tiếng. Thì hành trình 14 tiếng bạn biết rồi đó, chạy ở Mỹ 14 tiếng là nhiêu km mình? Khoảng 1.500 cây số. Nghĩa là từ khoảng tầm từ Hà Nội chạy về Sài Gòn á. Cỡ đó. Mình à. Empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this old. Các bạn, thì giờ mình với lại mình đang ở tại Las Vegas. Thì giờ mình với mình sẽ vô cái nhà hàng gọi là Crazy Buffet.
on you can eat original gourmet. Thì vô nhà hàng là ăn hết tất cả thoải mái luôn, hình như giá có 15 đồng mà. Thì nhà hàng là tên Crazy Buffet, vô các bạn. Trời ơi, máy tới Las Vegas là đúng vô sa mạc luôn bạn. Hiện tại nhiệt độ bây giờ phải tầm 45 độ các bạn. Trời nó nóng. Vô ở đây hả mình? Vô hơi bán gì? Này là mình nó giới thiệu nó kêu ăn có 15 đồng à. Ngồi. Oven. Có số không? Lên vô hả? Vô bạn. Trời ơi đông vậy. Ở nào anh? Ở đây hả? Đây hả? Bây giờ là mình sẽ đi review cho bạn coi cái dãy đằng sau là ăn là 15 đồng hả mình? 17 đồng. 17 đồng. 17 đồng một người. À, thì coi thử là có gì ngon hấp dẫn nha. Cái này là chưa tính nước mà. Nước uống là tính riêng đúng không anh? Ok. Bây giờ thì chúng mình đi coi thử. Ok, you can take. Ok, yeah, thank you. Giờ đi ra sau lưng coi thử coi. Có gì ăn ngon đi Minh. Để gì khó này tôi làm giấu bàn cho mất cái bàn cái mẹ nó. Rồi đi. Đi, không ở đây các bạn ạ. Ồ, nhìn bên này. Bánh bao rồi súp. Có gà nè. Cánh gà nè các bạn. Bên này là sushi. Đó, các loại sushi, cá ngừ, cá hồi. Qua đây. Nhiều mà. Đây. Chỗ này các loại thịt, tôm, bò. Đây anh quay cho. Bò. Em đi có lựa gì món em đi. Cơm chiên nữa các bạn. Rau. Ở bên này là gì đây? Tôm. Ngao. Đồ chiên. Đây là tôm. Tôm chiên bột. Vẹm. Rồi. Này. Đây có hải sản. Tôm tươi. Đây là bao ngư hàu. Chanh. Excuse me. Đây là mực các bạn. Mực. Đây là đầu mực. Đó, rau. Đó, mình lấy gì mình? Lấy thử đây. Nhìn ngon lắm anh. Lấy gì mình? Lấy gì mình? Không hấp dẫn. Đầu mực đúng không? Lấy đây, lấy một ít. Không ăn tôm hải sản rồi á. Bữa anh có lấy muối tiêu chanh mà. Đây không gian các bạn, rộng lông các bạn. Trời ơi. 15 đồng, full. Ăn gì mình? Tôm hả? Đúng rồi, tôm điên đó đúng không? Còn bên này chúng ta có, này là có kem đó các bạn. Nè, đây là đồ kem nè. Đủ loại hết, trái cây. Tùm lum á. Ăn gì đi Minh? Há cảo. Đó, cái này là cái loại há cảo nè. Súp nè. Ok các bạn. Xong hồi đi vòng vòng thì mình lấy được một đống đồ ăn nè. Mình đưa cho bạn coi thử là đây có ăn gì. Thì đây là hải sản. Thì có tôm. Tôm càng. Tôm này. Đây tôm đất các bạn. Vẹm nè. Ăn cái đũa ra giúp cho bạn coi chứ. Đây là cái con vẹm xanh nè. Cái con này con sò nghêu gì nè bạn. Này cũng có cua nữa. Đây cua cua nè. Tôm nè. Tôm hùm đất nè. Đây là bạch tuộc nè. Thượng Minh lấy ở đây. Thượng Minh này lấy dĩa này của nó nè. Thịt gà nè. Bạn nhìn nè. Đây thịt dĩa Minh. Đây là thịt gà chiên vô viên. Đây là tôm nước dừa. Tôm lắm nước dừa cũng mực. Minh ăn đầy đủ ở đây nữa bạn. Này là thịt bò, thịt đồ. Thì bên này là mình làm thêm chén súp. À, súp này súp hải sản gì đó. Còn đây là súp này cho mình ăn nè, mình súp trứng. Rồi. Thì để ăn hải sản thì mình phải chuẩn bị sẵn. Cái này mua ở dưới Cali với bạn. Má đi xuyên Mỹ bữa giờ là mình mới được việc xài nè. Miếng này bỏ vô đây các bạn.
Đó. Rồi. Để ăn mấy con quỷ này. Mấy quỷ này là ăn mà kêu họ xịt xì dầu này nọ vô là không ngon đâu. Giỡn thử nha các bạn. À. Lột thử con này thôi bạn, bữa đi lên đi qua bên Tít Giác ăn có một con à. Giờ mình lột thử nè, nó là gì nha các bạn. Thử nó tươi không bạn. Buffet này có 17 đồng rồi, có hải sản rồi cái kiểu rồi. Chỗ nãy là có con gì á, con hầu nó đúng không Minh? Nó hết rồi. Ừ. Miếng đây phải có muối tiêu ớt Việt Nam mà. Tôi á, đợi anh tí để lấy cái này nha. Rồi. Phải giỏi vô bạn, phải giỏi vô, phải giỏi vô cho sạch sẽ. Ăn ngon miếng bẹm này hết tôi không? Tươi ngon không? Tôm hồi nãy nó có tôm sống nữa. Tôm sống nữa đúng không Minh? Nãy kia lấy mấy đồ sống không lấy Minh. Mình không thích ăn đồ sống mà nó thích ăn đồ chín. Mình không thích ăn đồ chín. Thì mình ăn thử sơ sơ thì thấy cũng tươi á. Bình thường á, ăn cái buffet hải sản này á, trong mấy cái hàng năm sao của bên Las Vegas là nó phải cả 100 đồng các bạn. 100 đồng một người đúng không Minh? Ở đây đó 16 đồng 99. Ngon. Giờ ăn miếng bạch tuộc ăn. Nãy giờ ở trong núi lửa xong rồi đi ra Salt Lake City. Thì từ Salt Lake City mình chạy xuống đây là khoảng 5 tiếng rưỡi nha các bạn. Quãng đường là từ Nha Trang tới Đà Nẵng 5 tiếng rưỡi. Chạy tới đây ăn buffet cả là kết thúc một hành trình một ngày gọi là phục tập. Đi xuyên hết hành trình này bao nhiêu xuyên bao nhiêu bang mời mời 6 bang các bạn. Cái tập này là xuyên 6 bang. Từ dưới lầu Stone qua Salt Lake City xong qua tới đây luôn. Mình ăn thử miếng bẹm này thử ngon không? Đây là bẹm đúc là phô mai. Đấy các bạn. Thì á, các bạn biết á, mấy cái chấm miếng này luôn coi. Mấy cái buffet dạng này á, rất là đông các bạn. Tụi nó quýnh bài trong Las Vegas xong thu hết tiền ra đây nó ăn buffet rẻ các bạn. 15-20 đồng. Con này mặc ung luôn á. Trời ơi. Chấm cái này là hết chảy luôn. Tôi mình có tụi nó là ương. Ai là người là tôi các bạn. Giờ ăn hướng cua này, nhiều bạn cứ thắc mắc là cái buffet này nó bán rẻ vậy sao nó lời các bạn. Thì thật sự là ở trong Las Vegas này không, nhiều hàng nó bán rẻ các bạn. Bán như kiểu rửa tiền các bạn, rửa tiền nha các bạn. Nên bạn cứ vô ăn thoải mái đồ tươi không à. Bữa giờ ăn mấy cái rồi đó, giờ quay lại ăn cái. Ăn cái xong về lót, xong mình về lại Santa Barbara. Để kết thúc một hành trình xuyên Việt. Tại vì trường của mình á, là bị đang bị Covid, nó bị cách ly. Mấy đứa chưa có vaccine á, là nó ở trong trường á, nó bị cách ly. Xong mình rảnh quá, mình không có chuyện gì làm, mà mình thì quyết định đi xuyên Mỹ á các bạn. Thì đây là cái súp nữa các bạn. Ở trong này nó có đậu hũ, đồ các kiểu, đồ nấm, trứng, tùm lum á, như súp cua á. Trời ơi. Nó làm giữa Trung Quốc các bạn. Cua lè. Còn đây tục thịt bò của mình, ăn ké ăn cục được không anh? Nên ngon á. Ê, tự nhiên lâu lâu ăn cái con con này thấy cũng được các bạn. Cắm muối tiêu chanh thấy cũng được các bạn. Hồi bữa mình ăn với Tết Giáp không thấy ngon, chắc là không có muối tiêu chanh. Nhưng mà ăn hơi cực bạn, nó nhỏ nhỏ gì nè. Ok. Thôi nói chung là cảm ơn các bạn xem giờ phút này. Nếu hay nhớ cái kênh like chia sẻ nữa, mình còn đi thử hai bạn hơi lần sau. Giờ kết thúc nhân mình ăn bạn, mình tranh thủ mình về lại Santa Barbara để đi học. Mình tới đây là đi học nữa bạn,
mới đi ăn chơi đâu. Bây giờ sau hơn một tuần lễ trong rừng trong rú, giờ ra sa mạc, giờ đi về chuẩn bị đi học, mà không biết có dính dịch nữa không, đến dịch nữa thì đi chơi tiếp nha các bạn. Bây giờ cửa thúc mấy ngày đông kinh khủng, đứng xếp hàng là bóc số luôn rồi. Ok, anh ấy kêu ăn thử cái càng này cho các bạn coi không. Bà mẹ mấy càng bự, mấy tụi quỷ mễ vô nó ăn rơi, nó lụa hết mẹ rồi bạn. Giờ còn mấy càng kiểu này à. Ngày chắc mút, chắc là mút thôi cho mút sốt, chứ còn cái gì này ăn đâu. Tụi mẹ lành quá. Này trời, à, nó lên lóng hầu rồi kìa. Mình đi qua hầu quay lóng hầu đi Minh. À nè Minh, cảm ơn Minh nha. Đây review bạn coi luôn nè. Minh này nhiệt tình quá. Nãy giờ mình tranh thủ mình ngồi lột thử cái càng cua cho bạn coi thử là như thế nào đây. Đây là cua đen chìn grab. Chấm miếng tiêu chanh coi. Tôi hèn gì nó bóc quá trời luôn. Cái mà tụi mẻ này ăn nhanh vậy. À, tôi không Minh. Đây, trời ơi, dĩ hậu Minh nó lấy nè. Trời ơi, dặn gì Minh. Muối tiêu chanh ha. Muối tiêu chanh. Đấy các bạn, chữa tôi không? Trời ơi, nhìn nó ngon rồi nhá. Đó. Rồi, ăn miếng rồi. Ngọt. Ngọt sọc. Đây là con tôm nè, tôm sống chấm với mù tạt thì mình chấm với muối tiêu chanh luôn cũng được bạn. Thơm ngon. Ok, cảm ơn Minh nha. Minh ăn đi Minh, hết thuốc vậy. Nhưng cái gần như lại mình còn xưa hấp dẫn các bạn. Nhiều bạn đòi mình đi review cái gì à, coi đồ vật WWE nào rồi coi những thứ hay ho các bạn, thì mình chưa review những cái series, chưa vào sâu những cái series mà sâu về văn hóa của nước Mỹ các bạn. Mình đang review là đồ ăn nè, ẩm thực là, rồi phong cảnh, mà chưa review những cái hoạt động văn hóa ở tại Mỹ nhiều. Thì mình, bạn nào thích cái hoạt động văn hóa gì thì comment như coi đấu vật, coi đánh bóng rổ NBA, gặp sao ngôi sao này ngôi sao nọ, gặp Justin Bieber, Hollywood, Messi, Ronaldo, nhớ comment. Mình sẽ làm những series cho bạn xem, ok không? Còn nhiều thứ hay hấp dẫn lắm, phải coi từ từ các bạn, từ từ nhé, đúng không anh? À, rồi rồi Minh. Ba. Trời nhìn nó cậu ha.